Xin chào anh chị, em là Quyền Trang Thì hôm nay Quyền Trang sẽ giới thiệu cho anh chị một căn nhà Mà chủ nhà tặng bộ ghế salon nè Tặng tất cả những gì anh chị thấy trong video này Với giá chỉ có 1 tỷ 250 thôi Mà cái điều tuyệt vời á anh chị là nhà của mình nằm ở xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Nhà sẽ có thổ cư, chủ quyền nhà đầy đủ, đường, xe ô tô vô tới, dân cư đông đúc nữa Trời ơi tuyệt vời luôn nha anh chị Nếu mà anh chị nào mà đang muốn mua nhà ở Mỹ Tho mà giá tầm chừng trung bình khoảng tầm chừng 1 tỷ hay là 1 tỷ hơn tí xíu thôi Thì anh chị hãy xem căn nhà này em thấy là không có ổn đâu nha Tại vì nhà rất là đẹp, vị trí rất là đẹp luôn Bây giờ Quyền Trang sẽ quay cho anh chị mình xem thử ha rồi thì nhà của mình á, là nằm ở xã Phước Thạnh thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang ở đây á, anh chị đi chợ trường học Ủy ban đồ á, trạm y tế đồ á, thì mình đi chỉ có 5 phút thôi còn nếu như mà anh chị nào mà mình muốn đi làm ở công ty nè thì em thấy là từ đây mà đi qua bên cụm khu công nghiệp trung an á, anh chị đi trung bình là khoảng tầm chừng 5 cây ha à, cái điều đẹp là ở đây anh chị nhà mình nó là mặt tiền đường công cộng của nhà nước luôn mà đường là xe ô tô vô tới nữa nè đường này dân cư cũng đông thích lắm nha hôm nay quyền hôm nay trang ho nha anh chị cho nên là um, anh chị thông cảm cho em ha thì uh, anh chị thấy cái con đường của mình nè đường này là xe ô tô 4 chỗ 7 chỗ hay là 16 chỗ là em thấy vẫn chạy vô được luôn và đường này á, thì uh, hiện tại có một đầu chưa thông nhưng mà em thấy là nó sẽ thông luôn ha anh chị nó uh, ở đây thì vô trong trung tâm cũng rất là gần luôn đó thì anh chị nhìn nè Trời ơi cái con đường nó rất là đẹp luôn đó rồi ở đây thì chủ sẽ cắt hai căn để bán hai căn này thì em thấy là cái kiểu y như nhau luôn anh chị muốn bên nào cũng được thì một bên đó là chủ sẽ thiên về màu vàng một bên thì chủ sẽ thiên về màu xanh thì anh chị thích màu nào thì mình cứ đi vô mình xem ha à, giá là còn thương lượng nhẹ bớt chút lọc cho anh chị nào mà mình nhanh gọn lẻ cho nên là anh chị cứ đi xem em thấy không ổn đâu nha rồi anh chị xem nè ở ngoài trước mình á anh chị thường nhà mỹ tho mà anh chị để ý nha thường nhà mỹ tho mà những cái căn nhà mà nhỏ nhỏ gọn gọn tầm một tỷ mấy á thì là ví dụ như ngang năm dài 20 hoặc là ngang bốn mét rưỡi dài 20 thì vậy là hết rồi nhưng mà ở đây của mình á anh chị bên này là cái con đường công cộng nè à, mình sẽ qua một cái con kênh nữa và mình sẽ được hưởng một cái phần ở ngoài trước luôn thì em thấy chị chủ đã xây cái um, cái cây cầu đi ngang qua rồi nè nếu như mà anh chị thích đó nha anh chị có thể uh, ngay chỗ này chỗ này nè anh chị có thể xây thêm một khoảng nữa thì mình sẽ tận dụng được thêm một khoảng nữa đấy mình sẽ có thêm một khoảng nữa rất là rộng trước nhà mình cho nó thêm thang hơn đó thì tại vì tổng diện tích của mình á trong sổ á là 96.5 bề ngang là 4 mét rưỡi bề ngang 4 mét rưỡi là mình sẽ tính từ ở đây nè nhà của mình Ví dụ như em quay căn này là căn màu màu vàng đi ha thì cái cổng của mình là sẽ màu nâu là mình sẽ tính từ đây tường riêng biệt nha anh chị mình sẽ tính từ ở đây nè đi ngang qua đây là bốn mét rưỡi chạy dài vô là 21 nhưng mà mình được hưởng thêm cái phần trước kênh đó nè rất là rộng luôn có một khoảng nữa mình cũng rộng rãi thoải mái ha đó thì nhà của mình nè anh chị đó đây anh chị làm tới đây nữa là mình có một cái mặt bằng ngoài trước khá là rộng nè đây bề ngang là 4,5m, hậu cũng 4,5m luôn. À chiều dài của mình là 21m nha. Nhà mình thì tổng diện tích đất á là 96,5m2, trong đó mình sẽ có hơn 70m2 thổ cư. À 70 mét hơn 70m2 thổ cư là ngay vị trí căn nhà của mình ha. Và nhà của mình là có chủ quyền nhà luôn. À, giấy tờ sổ hồng đầy đủ nha ra công chứng lúc nào cũng được nhà là đường xe ô tô vô tới cho nên là ngoài trước ấy, anh à, cô chủ làm cửa rất là rộng luôn có một cái sân để mà anh chị đậu ô tô luôn và ở ngoài trước nhà ngay chỗ này nè anh chị đây có một cái giòi nước luôn để anh chị mà có có đi đâu có đi đâu ở Ho quá có đi đâu ở xa về đó anh chị mình rửa à, à, chân ở đây mình vô nhà mình cho nó sạch sẽ ha đó đây có tặng được uh, bộ ghế rồi nè rồi bây giờ Quyền Trang mời anh chị cùng em đi vô tham quan căn nhà của mình nha à, Nhà mình thì từ cái gạch lót sàn nè Gạch gắn tường nè Rồi la phong ở trên rồi nè anh chị đó Trần ở trên rồi nè Làm rất là đẹp luôn à, Chủ sẽ để lại toàn bộ cho anh chị hết Tặng uh, ghế đồ cho anh chị hết luôn nha Với giá chỉ có 1 tỷ 250 thôi Mà sẵn sàng thương lượng nhẹ bớt chút đỉnh cho anh chị nữa Để mà mình uh, gặp nhiều may mắn khi mua căn nhà này Giấy tờ thì đầy đủ đường thì quá đẹp luôn rồi Đó anh chị xem Đây Có, có mấy bức tranh rồi ha anh chị Ừ. Uhm. Đây giá chỉ có 1 tỷ 250 thôi Đó anh chị xem nè Gạch dán tường rồi nè à, nói chung là quyền trang đi vô căn nhà này là vừa nhìn vô là mình à, thấy thích rồi tầm giá một tỷ hai nó cũng mềm nữa anh chị nó ngoài trước của mình á rồi để quyền Trang đi tiếp quay tiếp cho anh chị xem ha nhà mình sẽ có một phòng khách nè một khu vực bếp và hai phòng ngủ nha đây đó phòng khách ở đây ha anh chị đó thì mình sẽ có một căn bếp ở bên này có che che bếp lại luôn rồi ha đó bếp của mình ở đây à, có cái chỗ thờ luôn nè rất là tri kỷ cho mình ha đây. rồi ở đây thì mình có chỗ rửa uh, uh, chén rồi nè anh chị nói chung là đã đầy đủ hết trơn rồi về thì anh chị gia soạn chuẩn bị rồi mình vô mình ở thôi đó anh chị xem đấy, có một cái khoảng rộng ở đây có gì anh chị đặt bàn ăn rồi ha à, một căn nhà nhỏ gọn cho anh chị hay là à, cô chú nào mà mình ra riêng rồi nè mình vô mình ở đâu đó rồi đây bên này là khu vực phòng ngủ của mình đấy một căn phòng ngủ rộng rãi cũng thoáng mát ha đó, đặt máy lạnh vô nữa là mát liền đó, thì đây là phòng ngủ nha anh chị nhà mình sẽ có hai phòng ngủ đây căn bên này Đó. nói chung phòng sạch sẽ lắm Đấy. rồi ở ngoài sau là khu vực uh, uh, nhà vệ sinh rồi nè À, chỗ giặt đồ phơi đồ rồi cho nó gió mát đã có rào lưới lại hết trơn rồi ở ngoài sau là một miếng đất trống á anh chị cho nên là gió nó lùa khi mà mình ra đứng đây nè thì gió nó khá là mát luôn ở ngoài sau á anh chị gió nó lùa lên á đó, hai căn y chang nhau nha. Rồi thì Quyền Trang xin nhắc lại căn nhà này là nằm ở xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Nhà của mình sẽ nằm ở hướng Tây nha và chủ nhà đang kêu với giá là 1 tỷ 250 có giấy tờ sổ hồng đầy đủ hết luôn. Ở đây anh chị đi chợ trường học Ủy ban á, thì chỉ có khoảng 5 phút thôi. Còn anh chị đi qua bên cụm khu công nghiệp Trung An á À, chỗ mà trường chuyên nè hay là bệnh viện 120 đồ đó anh chị hay là siêu thị bixi si đồ đó thì anh chị đi là khoảng tầm chừng 5 số mình chạy xe là khoảng 10 phút ha còn nhà của mình á, sẽ cách bến xe miền Tây trung bình á, là khoảng tầm chừng 60 cây số anh chị chạy xe là khoảng một tiếng rưỡi là tới bây giờ Quyền Trang sẽ qua bên kia Quyền Trang quay cái căn bên kia cho anh chị xem hai căn thì y như nhau thôi em quay cho anh chị mình xem thôi anh chị thích màu nào thì mình chọn màu đó đây bên này cũng ngang bốn mét rưỡi chiều dài cũng 21 luôn đấy ngoài trước cũng có chỗ rửa chân rồi nè nó cũng tặng nội thất luôn bên này thì thiên về màu xanh đấy nó cũng tặng bộ ghế gỗ rồi nè anh chị đấy bộ ghế gỗ rất là cưng luôn á cũng y chang như bên kia Đó, Căn bên này thì cũng vậy Tỷ 250 Giá cả là chị chủ sẽ bớt nhẹ Cho anh chị bao chọn gói giấy tờ cho mình luôn ha Rồi thì anh chị nào quan tâm Có thể về xem căn nhà này Khu vực ở đây thì dân cư đông đúc Chứ không có vắng đâu nha Rồi bye bye anh chị Cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em nè Anh chị ơi về xem nhà sớm sớm nha à, Em thấy Chị chủ này rất là mát tay luôn ấy nhà anh chị để ý nha những cái miếng đất ở thành phố mỹ tho mà à, đất nền đất nền thành phố mỹ tho mà đường ô tô vô tới á anh chị thấy là nó cũng phải hàng 500 triệu rồi anh chị để ý nha nó cũng hàng 500 rồi đường nó đẹp như thế này là cũng khoảng 500 rồi đó mà anh chị xây căn nhà lên nữa rồi mua thêm trang trí nội thất rồi dán vô nữa cho nên là chị bán giá rất là mềm luôn ấy mà mình ở bên kênh nó mình được hưởng thêm một khoản này nữa lời thêm một khoản nha anh chị thấy vậy thôi chứ nó cũng được rộng gọng tí xíu cho mình rồi bye bye anh chị nha cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em anh chị nào chưa đăng ký thì hãy đăng ký nha em sẽ quay thêm nhiều căn nhà giá rẻ khác nữa cho anh chị mình xem